cái phương pháp bán giá kiểu Ninh Hiệp là sẽ khi mà làm lớn là sẽ xung đột rất mạnh. Đăng bài xong chưa ạ? Không hết rồi. Rồi bây giờ vào vào chạy vào vào trình quản lý quảng cáo nhé. Mọi người có thể đăng mọi người có thể bấm vào cái nút ngay ở dưới fanpage ấy. Ngay ở dưới fanpage nó có cái nút quảng cáo bài viết hoặc là cái nút tiếng Anh nó gọi là boost post ấy. Nó có cái nút đó. Thầy Ơi. sao của em lại ghi là không thể quảng cáo nhỉ? Có thể tài khoản quảng cáo đã bị vô hiệu hóa. Của em nữa ghi là chọn loại quảng cáo. Quảng cáo tự động. Quảng cáo mới. Quảng cáo Em khác. làm trình quản lý quảng cáo cũng được không ạ? được, làm trình quản lý là xịn nhất đấy, nhưng mà Nhưng mà đây dạo là này quảng cáo bị fail nhiều quá nên là em lâu lâu để em không quảng cáo. tại sao lại theo, tức là giá nó cao quá gì Giá nó cao rồi. em mới đẹp à? Đợt này cũng cũng là do đợt do em tâm lý không ổn định nên là em ngưng. Thế bấm vào cái quảng cáo bài viết xong rồi như nào nữa? Thầy ơi, sao em đăng nhập vào Sao từng người một thôi. bấm vào chỗ quảng cáo bài viết xong như nào nữa? Bấm vào quảng cáo Bấm vào quảng bài viết. cáo nội dung hiện có đấy ạ. Ừ. Nó hỏi cái gì tiếp theo? Nó vào chọn loại hình quảng cáo. Em Chọn thấy loại. nó hỏi là mục tiêu. Rồi, giờ nó có những mục tiêu gì? Mục tiêu là một là tăng tương tác hoặc là tăng số tin nhắn, có hai mục tiêu đấy để mình Rồi, chọn tăng số tin nhắn. check. Ok ạ. Tiếp đi. Nút ạ, gửi tin nhắn hoặc là gửi tin nhắn qua WhatsApp. Gửi tin nhắn. Ok Ok. Thế ơi, ngân sách chiến dịch là bao nhiêu và bao nhiêu ngày ạ? Hạng mục quảng cáo đặc biệt. Không. Không, không, hạng mục không. Đối tượng ạ. Rồi, đợi tí. Rồi, kết quả đây cho nó mát này. Tự nhiên này, cắt để đâu. Chưa, nó để đấy. Đối tượng. Rồi, bây giờ câu hỏi thứ nhất là ngân sách đúng không? Đối Đúng tượng đến đối tượng thế này. Đối Đối tượng, tượng rồi. Đối tượng ở đây chính là cái nhóm khách hàng mà mình muốn hướng tới nha. Thì từ từ để mình giải thích cái phần này. Thứ nhất là nếu không tính về vấn đề dịch bệnh thì thời trang của chúng ta có thể bán toàn quốc. Đấy, chúng ta có thể chạy toàn quốc, toàn Việt Nam, hoặc là chọn những cái tỉnh thành mà có cái nền kinh tế tốt, người ta sẽ đi làm công sở công sức nhiều. Đấy. Ví dụ như là Hà Nội này, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh này, đấy, các tỉnh miền Bắc, ví dụ như là Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Nam Định, Hải Dương, kiểu kiểu như thế. Đấy, Nghệ An, Hà Tĩnh, thậm chí là Thanh Hóa, đúng không ạ? Còn các tỉnh miền Tây, các tỉnh miền Đông Nam Bộ, trừ những cái tỉnh nó nghèo nghèo ra thì không phải là nghèo là theo cách nào người ta không mua được hàng mà nghèo theo cách nào. Ý mình là mình hãy chọn những cái tỉnh mà có cái nền kinh tế phát triển hơn để mình chạy mình bán trước nhá. Thế còn hiện hiện nay tại thời điểm này chạy tỉnh nào thì phải né những cái tỉnh mà giãn cách ra, bởi vì là giãn cách như này là ví dụ thầy có mua hàng là thầy không nhận được hàng đâu. Hà Nội gần như là tịt ngóm đúng không? Đấy. Thế thì mình phải là người bán hàng thì mình phải cập nhật là những tỉnh nào có dịch, những tỉnh nào đang có chỉ thị 16 thì né những tỉnh đấy ra, chạy những cái tỉnh mà không có dịch. Thế còn không thì mình làm nháp, chạy chơi để cho biết thôi. Khi hết dịch, vãn dịch hoặc là hết chỉ thị 16 thì lúc đấy mình chạy cả nước hoặc là mình chạy loại trừ một số tỉnh mà mình cảm thấy không ok. Đấy là về tỉnh. Về tuổi thì thời trang nữ như thế này, các chị chạy cho thầy tuổi tham khảo từ khoảng độ 22 cho đến 24 trở lên, đến khoảng tầm
50 đổ lại, chạy rộng thoải mái ra nhá. Cứ từ khoảng 22 24 trở lên cho đến khoảng 50. Đấy, ví dụ như là nhìn ở đây thì thấy ví dụ như là chị Doan chẳng hạn hay là chị Chi thì cũng ngoài 40 hoặc là đầu 40 rồi thì vẫn mặc công sở như vậy, đúng không ạ? Thì thời trang của công sở của Baza này thì hàng nó là cái hàng mà kiểu như là công sở có cái tính chất lành lặn, có cái tính chất là đúng là công sở nhà nước ấy. Tức là màu sắc nó cũng nền nã, nó không hoa hòe hoa xoáy quá, đúng không ạ? Nó kín đáo, nó không theo kiểu là hở hang đấy. Đấy, mặc thì nó cũng giá cả nó cũng khá là rẻ, nói chung là vài trăm nghìn một món hàng như thế là rẻ rồi. So với hàng hiệu thì nó cả tiền chục triệu thì như thế là rất là rẻ rồi nhá. Thì chạy tuổi cho thầy từ 24 đi, đúng không ạ? Hoặc là từ 22 cũng được, đến khoảng 50 nữ. Đấy, sau đó thì trong phần nhắm chọn chi tiết hơn thì chúng ta có thể chọn sở thích là thời trang này, đấy, công sở nữ này, đấy, thích mua quần áo giày dép này, đấy, chọn những cái ngành nghề liên quan đến lĩnh vực công sở như là y tế, giáo dục, rồi thì viên chức nhà nước, nhân viên chính phủ. Đấy là những cái mà mình sẽ nhắm chọn ở phần đối tượng. Nào, cho thò tay vào máy tính bấm chọn như thế đi, ngồi đấy nghĩ gì đấy bà Trang? Anh đang bấm không được. Mẹ ơi. Vâng. Em hỏi một tí về cái vấn đề mục tiêu chi tiết ấy. Nhung nói đi. Thì em có một cái thắc mắc là nó cái phần đấy thì nó sẽ có hai thể loại, một là chúng ta dùng lookalike là cái dùng đối tượng tùy chỉnh và đối tượng tương tự, và hoặc một trong các quảng cáo thì là chúng ta có thể một là dùng lookalike, hai là dùng cái nhắm mục tiêu chi tiết. Thì cho em hỏi chút là hai cái đấy thì cái nào hiệu quả hơn, hoặc là hai cái đều như nhau, hay là nó có một cái điểm gì mà nó mới mẻ hơn không ạ? Như thế này nha, em bây giờ em đang hỏi đến cái phần look alike với lại phần liên quan đến cái đối tượng. Thì thực ra hai cái cách chạy ở đây nó khác nhau. Hầu như mình đang giới thiệu cho mọi người cũng như là các bạn ấy đều là những người mới chạy quảng cáo, thì đang chạy đến nhóm đối tượng người ta gọi là đối tượng mới. Và đối tượng đấy là mình sẽ nhắm chọn theo kiểu là tuổi tác, giới tính, khu vực, vùng miền, sở thích, thói quen, hành vi, đúng không? Thế còn một khi em đã chạy được rồi, em có dữ liệu rồi thì em mới sử dụng custom audience, tức là đối tượng tùy chỉnh, và lookalike audience, tức là đối tượng tương tự. Cái đối tượng tương tự và đối tượng tùy chỉnh là khi em đã có dữ liệu rồi thì em mới sử dụng. Và dữ liệu đấy của em phải đủ lớn, phải đủ chất thì em mới khai thác được. Đấy, chứ không phải đơn giản là mình chạy lookalike đâu. Thực ra ban đầu và hầu như cái quảng cáo phần lớn của mọi người chi tiêu ngân sách để chạy hiệu quả hay không hiệu quả thì nó nằm ở cái phần chạy đối tượng mới là chính. Chứ còn cái phần mà lookalike đó thì chỉ làm là tăng một số cái hiệu suất trên một số chiến dịch của một nhóm đối tượng cụ thể thôi, Nhung ạ. Rồi. Của em sao nó lại không hiện chọn đối tượng nhỉ? Của ai cũng có. Của em. Của ai cũng có. Ai bị out ra thì lại xin vào. Đâu, bạn nào vừa bảo là của em không chọn đối tượng được. Có nhìn thấy cái chỗ tuổi với chỗ tỉnh không? Ê, thông thường mỗi lần chọn mấy tỉnh hả thầy? Chọn mấy tỉnh là do mình thích bán vào đâu. Thứ hai nữa là mình đánh giá rằng là trong cái thời gian mình bán vừa qua thì khách của mình đến từ đâu nhiều. Đấy, còn nếu mình chưa có kinh nghiệm thì mình cứ chạy toàn Việt Nam.
Lời khuyên thứ nhất là chạy toàn Việt Nam. Lời khuyên thứ hai là chạy những tỉnh mà có kinh tế tốt, bởi vì chỗ đấy mình nghĩ rằng là nó sẽ có nhiều tiền để nó mua hàng của mình trước. Thứ ba là chọn những tỉnh không nằm trong giãn cách. Thứ tư là né những tỉnh mà có tỷ lệ bom hàng cao. Đấy tỉnh là những lời khuyên. Không có thật. Một số tỉnh có một cái nhóm khách hàng nó đặt cho sướng mồm rất là nhiều. Ở đây của em là nó hiện luôn là hiện đối tượng thông minh luôn. Đối tượng thông minh thì nó không cho chọn, nó tự chọn đúng không? Ý nó là thế đúng không? Vâng. Rồi. Thì mình chọn lại à? Có phần ấy không? Mình có phần sửa chữa không? Em lại không thấy phần sửa chữa. Thế thì em chọn đối tượng thông minh luôn đi, xem là nó sẽ nhắm chọn như nào cho em nhé. Vâng. Nó chọn từ tuổi 18 đến 65. Em chọn tiếp, em đẩy tuổi lên. Em đẩy từ khoảng 24 đến 50 thôi. Nó không cho sửa. Không cho sửa thế thì thông minh có gì? Có mà, bên em nó vẫn cho sửa tuổi mà. Nó vẫn cho sửa tuổi bình thường. Chị xem cái phần chỉnh sửa ấy, nó có chữ chỉnh sửa ấy. Nó không có nút chỉnh sửa. Thế á, bên em nó có chỉnh sửa đấy, được chỉnh sửa được mà. Thôi được rồi, 18 đến 65 được, không sao cả. Vâng. Đặt đi. Cứ đặt đi cho nó biết đặt đi đã, còn hiệu quả thì bữa sau ta lại điều chỉnh sau, nhớ không? Phần ngân sách thì bây giờ các chị đặt ngân sách thử nghiệm thôi. Đặt ngân sách thử nghiệm thì đặt cho tôi khoảng độ mỗi người đặt chơi vui vui khoảng 50.000 một ngày. Buổi sau ta học, hôm nay là thứ tư đúng không? Thì ta đặt 2 ngày đi. Ta đặt 2 ngày để xem thứ 6 ta sẽ thông xem cái kết quả nó như thế nào. Đặt 50.000 đến 100.000 một ngày nhé, nhân với 2 ngày. Hiểu vấn đề không? Hoặc là 3 ngày, 5 ngày cũng được, tùy. Thế xong rồi đến cái phần đặt chưa? Đến cái phần đặt tiền chưa? Bấm nút chạy chiến dịch chưa? À. Alo. Thế ơi, cái này nó bảo chạy trên Insta ấy, mà mình không chạy thì mình tắt đi đúng không thầy nhỉ? Đúng rồi, tắt đi. Vâng, bây giờ đến cái phương thức thanh toán ạ. Ừ. Phương thức thanh toán bấm vào đấy đi. Rồi ạ. Rồi, nó có hiển thị ra một cái hộp thoại điền thẻ vào không? Vâng, có. Rồi, rút thẻ ra. Làm với thầy có vẻ thuộc dạng quyết liệt và khắc nghiệt quá nhỉ? Cái gì đòi ngay mà luôn. Rút thẻ ra. Vào Momo cũng được đúng không thầy? Momo là trả trước nhá, còn Visa Master là trả sau. Vâng, trả trước luôn được. Vào Momo được đúng không thầy? Được ạ. Xong ta có cần phải bấm vào tôi có một khoản tín dụng quảng cáo cần nhận không ạ? Tích vào đấy không ạ? Cái gì cơ ạ? Nó hiện lên một cái ô để mình tích ấy. Là tôi có một khoản tín dụng không, quảng cáo cần nhận. Có khoản chó nào. Thế thì em bấm tiếp. Tiếp đi. Thầy ơi, cái này nó yêu cầu phải có cái thẻ Visa mà mình không có thì vì sao thầy? Không có thì ngồi chơi thôi. Giống như đi mua hàng ấy. Thầy ơi, em thích hàng của thầy quá nhưng em không có tiền thì tôi đi về. Quế ạ. Nói đùa vui thế thôi, nhưng mà thế nào thầy ơi, là khi mà mình mua quảng cáo ấy thì mình phải trả tiền cho nó. Vâng. Mình phải trả tiền cho nó thì mình phải. Tại em đang có nhưng mà em không cầm đến cửa hàng đây. Đấy mình tối về làm cũng được em à. Vâng, cái đấy mình chọn phương thức thanh toán là xong mà thầy. Ừ, mình phải điền thẻ vào thì mình mới chạy được quảng cáo nha mọi người nha. Điền vào đâu ở thầy, chỗ thêm phương thức thanh toán đấy ạ? Đúng rồi, thêm đi. Ai thêm rồi giơ tay nào.
Sao các chị làm ăn làm gì mà cứ tắt cam buôn buôn bạc giả gì cứ tắt cam này. Em có phải đổi hàng chút nữa em sẽ đi xuyên. Em múi giờ. Múi giờ chọn giờ ấy, múi giờ chọn GMT cộng 7. Múi giờ của Hồ Chí Minh hay gì à? Thầy ơi, em vẫn câu hỏi vừa nãy thì thầy cho em hỏi chút là cái lúc online của em thì tầm bao cái khoảng của nó thì bao nhiêu thì nó là rộng và tệp như nào thì nó là cái page của Nhung chạy bao lâu rồi và bao nhiêu like rồi? Em thì em chạy được 3 năm rồi và lượng like của em thì 130. Ok, tốt. Em đã chạy lúc online bao giờ chưa? Em chạy lúc online là tầm hơn 1 năm rồi. Chạy hơn 1 năm rồi. Vâng, nhưng mà thời điểm hiện tại thì em thấy nó không... Em đang chạy lúc online nha, em cảm thấy nó đợt này nó không hiệu quả, hoặc là cái tệp em hướng tới nó không ok, hoặc là cái lúc online mà em chọn nó không ngon. Lúc online của em thì em không chọn được, em dựa trên cái tệp gốc nào? Em dựa trên cái tệp gốc của Trang. Của Trang, những người thích Trang ấy này. Những người like, nếu mà khi mà quảng cáo và tin nhắn thì thường thì em sẽ chọn những cái người mà đã ít nhất là có hành động ở trên trang, ví dụ như là comment, like hoặc là gửi tin nhắn. Thì thường thì em sẽ chọn những cái đấy. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì em quảng cáo nhiều khi nó còn không hiệu quả bằng em chọn cái nhắm mục tiêu chi tiết. Em không hiểu. Thường thì cái lúc ở live đấy nó chỉ gần như là mình chạy rất là hiệu quả ban đầu thôi, bởi vì sau đấy nó sẽ bị lặp lại. Đúng rồi, em nghe nó bị lặp lại và nó kiểu bị không hiệu quả ấy. Khoảng độ 2 tháng đầu chạy cái đấy thì cảm thấy hiệu suất quảng cáo rất là tốt, giá rẻ và hiệu quả cao lên đáng kể. Sau khi đó em chạy ngân sách lớn và nó tiếp cận hết một lượt, nó lặp lại những người không mua, chưa mua, rồi đã mua, bắt đầu nó sẽ đã mua rồi thì không mua nữa, chưa mua nhìn thấy mãi không mua nữa, hiểu không? Thì lúc đấy mình phải đi tìm khách mới. Yeah. Mình phải chạy đến đối tượng, thậm chí mình phải loại trừ cái đối tượng mà đã thích cái trang của mình ra. Thì nó mới đẩy tới những đứa mà chưa bao giờ nó biết đến rong rêu gì cả. Đúng rồi, em cũng phải công nhận là thầy nói như vậy rất là đúng. Tại vì là cái mùa hè năm ngoái là em bắt đầu chạy lúc online thì em cảm thấy là lúc đấy là nó như kiểu là bội thu ấy. Nó như kiểu là bội thu, xong rồi dần dần đấy thì em bắt đầu bị đuối và kiểu không biết là mình quảng cáo là nó có bây giờ nhá. Bây giờ thầy sẽ bày cho em một chiêu này. Bây giờ thầy sẽ bày cho em một chiêu này hiệu suất ngay lập tức. Ngay lập tức. Đấy, thì em sẽ đợi hết dịch, em ngồi em nghĩ đi. Em tung ra một cái chương trình khuyến mại tri ân dành cho tất cả những khách hàng đã mua của Zeal. Chỉ only Zeal thôi, only Zeal customer thôi. Em hiểu chưa? À. Em tung ra chương trình, em sắp sửa hàng hóa, em nhập hàng về. Em làm khuyến mại sâu 30, 50 gì đó. Đấy, sau em chạy lại đối tượng, không chạy lúc online nhé. Mà em chạy đối tượng là custom audience, tức là đối tượng tùy chỉnh, là những người đã gửi tin nhắn cho Trang, hoặc là những người đã tương tác với Trang, hoặc là những người đã tương tác với bài quảng cáo. Em tạo ra 3 tệp như vậy, em chạy đến 3 tệp đấy cho thầy, không chạy lúc online. Cái đấy chỉ có em hiểu đâu, còn 20 người ngồi đây là không hiểu đâu. Vì cái đấy là nó là một cái quảng cáo, có thể tạm gọi là một xíu xíu, nó có thể tạm gọi là quảng cáo nâng cao đi. Thì ví dụ như Hải Ánh có tệp tốt thì chỉ cần tạo cái là chạy được. Nhưng mà thực ra Hải Ánh chạy tệp đối tượng mới nó quá tốt nên là không cần thiết phải chạy lúc online làm gì cả. Bạn ấy đặt quảng cáo đối tượng mới mà toàn có 5-7 nghìn tin nhắn thì cần gì phải chạy lúc online. Em chạy lúc online nó còn lên 50 nghìn một tin nhắn thì em cảm thấy là nó còn thua kém hơn mọi người rất là nhiều. 50.000 thì nói chung là 50.000 một tin nhắn trong ngành thời trang này, nói thật là em bán kiểu gì cũng không lãi được. Đúng rồi, 50.000 là em không hề có lãi, cho nên là em cảm thấy khi chắc là việc quảng cáo. Em bán LV, Gucci, một cái dây lưng hay một cái túi em lãi 10-20 triệu thì em mới sống được, chứ còn
bán cái đồ này lời có 200-300 ngàn mà chạy 50 ngàn một tin, nó mà tỷ lệ chốt của nó chỉ rơi vào khoảng 10-15%. Thì nói chung là mức và cho phép nó chỉ rơi vào tối đa quá tệ đến 25 nghìn. Vì cái ngân sách của em chi thì em thấy là em chi khá cao, nhưng mà cái thu lại của em ở thời điểm hiện tại thì quá thấp. Mỗi ngày chạy bao nhiêu? Mỗi ngày em chạy đến 4-5 triệu. 4-5 triệu á? Vâng. Đoán thua gì, bên chị Nga này thầy chạy cho chị có ngày 30 triệu một ngày mà. Ừ. Nếu mà đợt đời thời cao đỉnh điểm mà cái đợt mà em vẫn đang chạy được thì lên 7-8 triệu nha, em thấy doanh thu cũng khá ổn. Thì em bán hàng thì nó dựa vào chất lượng nhiều, mẹ khách quen nhiều. Rồi.